Hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2020, thứ hai, tuần thứ sáu mùa thường niên, lễ Bái Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ, khởi đầu bức thơ của Thánh Giacôbê Tông Đồ. Giacôbê, đầy tớ của Thiên Chúa và của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, kính chào 12 chi tộc sống phân tán khắp nơi. Anh em thân mến, anh em hãy vui mừng khi gặp mọi thử thách. Anh em biết rằng lòng tin được thử thách rèn luyện đức kiên nhẫn, còn kiên nhẫn phải đưa đến hành động hoàn hảo, để anh em nên hoàn hảo và trọn vẹn không khiếm khuyết điều gì. Nếu ai trong anh em thấy mình khiếm khuyết sự khôn ngoan, thì hãy xin cùng Thiên Chúa là đấng ban rộng lượng, ban ơn cho mọi người mà không quở trách, và người sẽ ban cho, nhưng hãy lấy lòng tin tưởng mà xin, đừng hoài nghi. Vì ai hoài nghi thì giống như sóng biển bị gió cuốn đi và dao động. Con người hay lòng, do dự trong mọi đường lối. Con người ấy đừng mong lãnh nhận gì nơi Chúa. Người anh em khó hèn, hãy hiên ngang vì được suy tôn. Còn người giàu mà trở nên khó hèn thì cũng vậy. Vì chân anh ấy cũng sẽ qua đi như hoa cỏ. Mặt trời mọc lên nóng bức, làm cho cỏ héo hoa tàn. Và vẻ đẹp của nó cũng tiêu tan. Người giàu có cũng vậy, bôn ba đến mấy cũng sẽ suy tàn. Đó là lời Chúa, tạ ơn Chúa. Nguyện Chúa xót thương cho con được sống. Trước khi bị khổ con đã lạc lầm, nhưng giờ đây lời sấm của Ngài con xin tuân. Nguyện Chúa xót thương cho con được sống. Chúa là đấng tốt lành và nhân hậu, xin dạy bảo con những thánh chỉ của Ngài. Nguyện Chúa xót thương cho con được sống. Con bị khổ nhục đó là điều tốt, để cho con học biết thánh chỉ của Ngài. Nguyện Chúa xót thương cho con được sống. Đối với con, luật pháp do miệng Chúa đang chuộng hơn vàng bạc châu bao muôn ngàn. Nguyện Chúa xót thương cho con được sống. Lạy Chúa, con biết sắc chủ Ngài công minh, và Ngài có lý mà bắt con phải khổ. Nguyện Chúa xót thương cho con được sống. Xin Chúa tỏ lòng thương hầu ủy lao con, theo như lời đã hứa cùng tôi tới Chúa. Nguyện Chúa xót thương cho con được sống. Alleluia, Alleluia. Chúa phán, Thầy gọi các con là bạn hữu. Vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi cha Thầy thì Thầy đã cho các con biết. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy các người biệt phái xuất hiện và bắt đầu tranh luận với Chúa Giêsu. Họ xin người một điềm lạ trên trời để thử người. Người thở dài mà nói, tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ? Quả thật ta bảo các ông hay, sẽ chẳng cho thế hệ này điềm lạ nào. Rồi bỏ họ đó, người lại xuống thuyền sang bờ bên kia. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Hãy thôi đòi dấu lạ. Họ đòi Chúa một dấu lạ từ trời để thử người. Chúa Giêsu thở dài não nụt và nói, sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết, thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả. Marco chương 8 câu 11-12. Suy niệm. Chúa Giêsu đã phải thở dài não nụt vì đám đông đòi Chúa làm một dấu lạ, mà phải là một dấu lạ từ trời, không phải để tin Chúa mà là để thử người. Họ không đón nhận bản thân Chúa Giêsu cũng như cuộc đời và những việc làm của Ngài để tin. Thư gửi tín hữu Do Thái khẳng định, đức tin bảo cho những điều ta hy vọng là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Do Thái chương 11 câu 1. Tin mừng theo Thánh Gioan thuật lại rằng Ngài đi vào ngôi mộ trống, thấy khăn liệm xếp gọn gẽ một nơi và cho biết ông đã thấy và đã tin. Gioan chương 20 câu 8. Như vậy, đức tin có nền tảng và đem lại cho chúng ta sự sống nhờ dựa vào danh của Chúa Giêsu, chứ không phải nhờ vào dấu lạ. Mời bạn, nhiều nơi vì muốn thu hút khách hành hương đến viếng đã nhấn mạnh nơi này phép lạ đã xảy ra,
người kia đã chứng kiến phép lạ. Nghe nơi nào có phép lạ xảy ra, người ta liền tuôn đến. Lời Chúa hôm nay muốn chúng ta hãy thôi đòi hỏi dấu lạ. Thay vào đó, hãy sống đức tin dựa vào lời Chúa và các bí tích trong giáo hội. Đừng để Chúa phải thở dài vì đức tin eo ụt dựa vào phép lạ nơi chúng ta, nhưng hãy làm Chúa vui lòng vì đức tin mạnh mẽ đang dựa vào chính Chúa. Sống lời Chúa, tìm thời giờ dành riêng cho Chúa và chăm chỉ đọc lời Chúa hằng ngày với tâm tình tín thác. Cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa ở trong con mà con cứ tìm Chúa nơi những dấu lạ này, dấu lạ khác. Xin cho con biết tín thác vào Chúa và nương tựa vào Chúa. Trích 5 phút suy niệm lời Chúa hằng ngày. Người buồn, cảnh có, vui đau bao giờ? Bỏ xứ mình để đến phục vụ tại nơi đất khách quê người quả là một lý tưởng đáng ca ngợi. Hiện nay người ta thấy có rất nhiều thanh niên, thiếu nữ Tây Phương chán cuộc sống trống rỗng, thiếu lý tưởng trong xã hội dư dật, đã tình nguyện sang các nước thuộc thế giới thứ ba để phục vụ. Một thanh niên nọ đã xin đến Ấn Độ để phục vụ người nghèo. Ra đi hồ hở bao nhiêu, giờ này chạm với thực tế, anh cảm thấy thất vọng bấy nhiêu. Tất cả đều xa lạ và tất cả đều làm anh chán nản, từ khí hậu cho đến thức ăn, điều kiện sống, và nhất là những khuôn mặt xem ra rất bí hiểm đối với anh. Nhưng điều làm cho anh mất hết kiên nhẫn lại là một điều không đáng bận tâm mấy. Người ta dành cho anh một căn phòng không sạch sẽ và dĩ nhiên cũng không nhiều tiện nghi lắm. Anh dọn dẹp và sắp xếp căn phòng lại cho tươm tất. Duy có một chướng ngại mà anh không thể vượt qua để có thể sống bình thản, đó là sự hiện diện của một chú thằn lằn. Anh tìm đủ mọi cách để xua đuổi nó ra khỏi phòng, nhưng vô ích, đâu lại vào đó. Anh đuổi nơi này, nó chạy vào nơi khác. Cuối cùng, con vật chui được vào trong tủ đựng thức ăn và ngự trị hẳn ở trong đó. Không còn biết làm cách nào khác hơn để tẩy chay con vật, anh đành phải nghĩ đến chuyện làm quen với nó. Dần dần, con thú đã trở thành một người bạn của anh. Mỗi khi đi đâu về, việc đầu tiên của anh là tìm cho được thú thằn lằn. Khi con vật đã trở thành thân thiết với anh đặt cho nó một cái tên và trò chuyện với nó. Từ một con vật dơ bẩn xấu xa, giờ này anh nhìn nơi nó rất nhiều đức tính, trong đó quan trọng hơn cả, đó là tài săn mũi của nó. Sự hiện diện của chú thằn lằn đã giúp cho anh khám phá được một chân lý trong cuộc sống. Những khó khăn không đến từ môi trường xung quanh, mà chính từ bản thân anh. Chúng ta vẫn thường lặp đi lặp lại câu thơ của Nguyễn Du: người buồn, cảnh khó, vui đau bao giờ? Như để nói rằng, lắm khi chúng ta mặc cho ngoại cảnh chính tâm trạng của chúng ta. Khi chúng ta vui, chúng ta như thấy cảnh vật xung quanh của chúng ta cũng vui lây. Khi chúng ta buồn, cảnh vật có đẹp đến đâu, chúng ta vẫn thấy u ám. Lắm khi những vấn đề khó khăn không đến với chúng ta từ ngoại cảnh, từ những người khác, mà chính từ chúng ta. Gương mặt cao có của chúng ta thường được chúng ta nhìn thấy nơi tất cả mọi người xung quanh. Trái lại, khi chúng ta vui, chúng ta như cảm thấy mọi người đều vui vẻ với chúng ta. Quả thật, chúng ta đông đấu nào, người sẽ đông lại đấu ấy cho chúng ta. Câu chúc đầu tiên của Đức Kitô phục sinh mỗi lần hiện ra cho các môn đệ của Ngài là: bình an cho các con. Có sự bình an đích thực trong tâm hồn, chúng ta mới thắng được sợ hãi, mới vượt qua được những khó khăn trong tâm hồn. Có sự bình an đích thực trong tâm hồn, chúng ta mới dễ dàng tha thứ và chấp nhận chính bản thân, để rồi từ đó mới có thể tha thứ và chấp nhận tha nhân, cũng như mọi nghịch cảnh, mang lấy màu xanh của hy vọng. Đôi mắt chúng ta mới dễ dàng nhìn đời, nhìn người một cách lạc quan. Trái lại, mang lấy bộ mặt cau có và buồn chán, đi đâu, ở đâu, chúng ta cũng chỉ thấy bất mãn, thất vọng và khó chịu. Bài trích sách Lẽ Sống.